quạt màn, quạt trần mini mua trên Shopee 24.000 các bạn nhé, 24.000 mấy trăm ấy. Đây mình sẽ khui hàng xem cái quạt này chạy nó có êm hay không. Còn là được cái nhà 24, cái 24, cái nhà bản này sẽ kia hơn một chút. Đây là sản phẩm này. Bèng bèng. Này mình chỉ việc sập cánh thôi chứ không có ốc vít gì cả. Quạt này chạy nó khá là tiết kiệm điện. Mình đang dùng mấy cái chạy nó cũng khá là tiết kiệm điện. Nó chỉ mười mấy watt thôi. Ngủ ban đêm rất là thích. Ok, bây giờ mình sẽ cắm điện để cho quạt nó chạy thử nhé. Quạt này là cánh 34. Rồi mình sẽ tiến hành cắm quạt vào ổ điện và cho quay thử nhé. Rồi giờ mình sẽ bật công tắc lên này. Quạt quay khá là im mọi người nhé. Đấy. Mình đã gần với lại máy điện thoại luôn. Quay quạt quay rất là im luôn. Quạt này về buổi đêm ngủ nó sẽ là yên tĩnh. Nó gió, lực gió nó vừa phải này. Nên mình cũng dùng mấy cái vừa quay rất là thích. Vấn đề là mình sẽ phải chế lại cái công tắc ở chỗ này một chút này. Đấy, cái công tắc này thì sẽ phải làm cái dây nó dài hơn xuống bên dưới thì khi mình quạt quay mình bật tắt nó sẽ dễ hơn. Đây là quạt sau khi mình lắp lên xong này. Đấy. Đen nha. Bây giờ mình sẽ bật lên để chạy thực tế luôn. Khi mới khởi động thì nó sẽ có giật, tiếng giật như thế đó. Quạt quay khá là mát mọi người nhé. Cái này để ngủ trong màn về đêm thì nó sẽ hạn chế được cái tiếng ồn. Nếu như mình bật cái quạt cây thì nó khá là ổn. Nên là mình mua cái quạt này thì nó sẽ hợp lý hơn. Ngủ ở bên trong màn nó mát vừa phải. Nếu mà phòng mà lắp điều hòa nữa thì mình lắp cái màn, lắp cái quạt này trong màn thì nó sẽ vừa tiết kiệm điện mà nó lại vừa mát. Đấy. Mọi người thể thấy là mình quay đây, để khá là gần quạt luôn nhé. Để điện thoại quay gần quạt luôn nhưng mà tiếng kêu của nó rất là vừa phải. Nó không kêu như cái quạt bình thường đâu. Cái quạt cây bình thường nó kêu rất là to. Các bạn muốn mua cái quạt này thì bấm vào cái phần link mình mua ở cái shop ở trên Shopee á. Đấy, mình mua ở cái shop đấy thì các bạn có thể bấm vào đấy để các bạn tham khảo các mẫu quạt thì các bạn đặt hàng nhé. Mình thấy cái shop này bán được khá là nhiều nên là mình cũng đặt mua. Về chạy khá là im, quạt chạy rất là tốt mọi người nhé. Mình sẽ cập nhật trong thời gian tới xem về cái độ bền của nó như nào. Thực ra mình mua cái quạt màn thì cũng hên xui nhé. Có cái quạt mình mua mấy năm không việc gì, mấy năm được không việc gì luôn, chạy mấy năm luôn. Đấy. Còn cái nào hỏng thì nó sẽ chạy được một thời gian ngắn sẽ hỏng luôn. Đấy.